Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang gặp nhau trong tin nóng bóng đá ngày 24 tháng 4 năm 2022. Lời đầu tiên xin được chúc quý vị và các bạn có một ngày chủ nhật với thật nhiều nụ cười và cũng đừng quên cập nhật rất nhiều những chuyển động đáng chú ý của bóng đá trong nước cũng như bóng đá quốc tế. Thông tin mà chúng ta quan tâm rất nhiều ngày hôm nay vẫn là những chuyển động hướng tới SEA Games 31 trên sân nhà của đội tuyển U23 Việt Nam và cùng với đó là những chuyển động của những đối thủ có thể sẽ là trực tiếp tại vòng đấu bảng và cũng có thể sẽ là đối thủ trực tiếp ở những vòng đấu tiếp theo. Huấn luyện viên Park Hang-seo trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận giao hữu với đội U20 Hàn Quốc, ông đã nói rất rõ ràng rằng ông đã có những tính toán về danh sách sơ bộ ở đội hình U23 Việt Nam dự SEA Games 31 và cùng với đó là những tính toán về danh sách chính thức rồi. Tuy nhiên, sẽ có những điều mà thầy Park dù đã tính nhưng vẫn có thể phải có những sự điều chỉnh, ví dụ như có những chuyện không may mắn liên quan đến dịch bệnh hay những chấn thương trong các buổi tập chẳng hạn. Có lẽ đây là lý do mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không sớm công bố danh sách chính thức dự SEA Games 31 mà ông sẽ chuẩn bị những phương án để làm sao cho chắc chắn nhất, và điều đó cũng khiến cho cơ hội vẫn đang dành cho tất cả các cầu thủ. Chỉ cần nỗ lực thể hiện mình trên sân tập thì thời cơ vẫn có thể đến với bất kỳ cầu thủ nào. Theo điều lệ bổ sung SEA Games 31 bóng đá nam, mỗi đội dự đại hội chỉ đã đăng ký 20 cầu thủ cho cả giải. Nhưng lần này vì có ảnh hưởng của Covid-19 mà ban tổ chức đã có sự điều chỉnh. Nếu xảy ra các ảnh hưởng liên quan đến đại dịch này, mỗi đội được phép thay đổi 15 cầu thủ. Cả đội nam và đội nữ đều như nhau. Còn đội nam của Futsal cũng như nữ Futsal được thay tối đa 11 cầu thủ, lấy từ danh sách dự phòng. Nếu trong trường hợp cầu thủ quá tuổi không may bị F0, huấn luyện viên của đội đó có quyền thay bằng cầu thủ quá tuổi khác hoặc chám bằng cầu thủ ở lứa U23 tùy vào cách chọn của mỗi đội, miễn sao số cầu thủ phải nằm trong danh sách sơ bộ ban đầu đăng ký với ban tổ chức SEA Games 31. Vì còn đề phòng có chấn thương hay sự cố nào đó về nhân sự nên huấn luyện viên Park Hang-seo chưa vội cho danh sách U23+3 Việt Nam ngay trong tháng 4 và dự kiến công bố danh tính 20 cầu thủ chính thức dự SEA Games trước khi đối đầu với U23 Indonesia. SEA Games 31 có sự tham dự của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á với khoảng 10.000 huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài cùng các chuyên gia, quan chức trong nước và quốc tế. Tỉnh Nam Định được đăng cai tổ chức một bảng và một trận bán kết bóng đá nam SEA Games 31, dự kiến thi đấu từ ngày 6 đến ngày 19 tháng 5 trên sân vận động Thiên Trường. Theo nguồn tin uy tín, một lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Nam Định cho biết, sở này đang trình xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh không bán vé để các cổ động viên được tự do vào cổ vũ các đội tuyển bóng đá. Tỉnh dự kiến sẽ phát vé mời các lãnh đạo, các ban chỉ đạo, trọng tài, huấn luyện viên của 5 quốc gia thi đấu tại Nam Định, phóng viên các hãng truyền thông nước ngoài về tham dự, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương cũng như địa phương. Bên cạnh đó là vé mời dành cho lãnh đạo tỉnh Nam Định và lãnh đạo các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Nam Định cũng sẽ huy động 2.000 học sinh bố trí trên các khu vực của khán đài để tham gia cổ vũ cho các đội thi đấu theo hướng dẫn của ban tổ chức SEA Games 31. Chúng ta sẽ không còn một trận giao hữu nào cho đến khi bước vào trận đấu đầu tiên tại SEA Games 31 gặp đối thủ Indonesia. Trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 5 tới. Chính vì vậy mà nơi mà huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đưa ra những đánh giá vẫn chỉ dừng lại ở những buổi tập mà thôi. Và chính vì thế mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã đặt ra hai câu hỏi để tìm câu trả lời trong trận giao hữu trên sân Hàng Đẫy hôm 22 tháng 4 vừa rồi, trận giao hữu với U20 Hàn Quốc. Ông muốn biết xem là đội tuyển U23 của chúng ta đá như thế nào với 3 cầu thủ trên 23 tuổi và đội U23 đó sẽ đá như thế nào không có Hùng Dũng, Hoàng Đức và không có Tiến Linh nữa. Và chúng ta thấy là rõ ràng sự có mặt của 3 cầu thủ trên 23 tuổi là hết sức cần thiết và quan trọng. Nhưng chúng ta cũng phải nhận thấy một điều, đấy là huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò đã thể hiện được nhiều trong lối chơi ở trận đấu với U20 Hàn Quốc hay chưa, rõ ràng vẫn còn tương đối là đơn điệu. Nhiều người cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo chưa muốn bung hết sức và vẫn còn giấu bài. Đây không phải là một nhận định thiếu cơ sở, vì thứ nhất là từ thời điểm diễn ra trận đấu đó cho đến khi bước vào trận đấu đầu tiên tại SEA Games là một quãng thời gian còn rất dài. Và điều còn lại là gì? Đó là khi mà bây giờ thế giới mở như thời đại 4.0 như thế này thì nếu như chúng ta bộc lộ hết những bài vở của mình thì cũng chưa hẳn đã là hay, đúng không? Chính vì thế mà chúng ta cũng có thể hiểu được những tính toán của huấn luyện viên Park Hang-seo. Chỉ có một điều Biên Cương thấy là khi mà lối đá của chúng ta
có 3 cầu thủ trên 23 tuổi và không có 3 cầu thủ trên 23 tuổi thể hiện sự khác nhau rất nhiều, thì cũng có nghĩa là những đối thủ đã nắm được một điểm ở đội tuyển U23 Việt Nam rồi. Đó là nếu như họ phong tỏa Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh, vậy thì khi đó chúng ta sẽ trông chờ vào những ai có thể trở thành những điểm nổ cho đội tuyển U23 Việt Nam đây. Và đó, mình cứ nghĩ cũng là câu chuyện mà Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tính tới trong thời gian chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này thì rõ ràng ông cũng phải xây dựng những hạt nhân khác bên cạnh 3 cầu thủ trên 23 tuổi, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang đội tuyển U23 Thái Lan. Ông Mano Polking mới đây đã chính thức công bố 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games 31. Theo tờ Thái Rat của Thái Lan, huấn luyện viên Mano Polking đã tạo một bất ngờ khi chọn thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsachanan vào danh sách U23 Thái Lan dự SEA Games 31, nhưng lại bỏ rơi hậu vệ Suphan Thongsong của Bangkok United. Việc lựa chọn thủ môn Kawin Thamsachanan vào thành phần U23 Thái Lan dự SEA Games 31 được cho là có phần thuận lợi vì cầu thủ này thuộc biên chế của câu lạc bộ Port FC do nữ trưởng đoàn Nunpham Lam San đang là chủ tịch. Trong khi đó, hai cầu thủ trên 23 tuổi còn lại được huấn luyện viên Mano Polking quyết định chọn thi đấu tại SEA Games 31 là tiền vệ Wirathep Phomphan, 25 tuổi của Mường Thông United và tiền vệ Urachis, 24 tuổi của câu lạc bộ Batum United. Có khá nhiều những quan điểm ở Thái Lan cho rằng Suphan Thongsong của câu lạc bộ Bangkok United xứng đáng là một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games lần này. Vậy thì tại sao huấn luyện viên Mano Polking lại chọn thủ thành Kawin Thamsachanan đây? Có phải là vì thủ thành Kawin Thamsachanan là người của câu lạc bộ Port FC mà câu lạc bộ Port FC lại là do bà chủ tịch Madam Pang là lãnh đạo hay không? Thì cũng có những suy luận tương đối là khác nhau trong giới truyền thông của Thái Lan. Mặc dù vậy thì cá nhân những người có chuyên môn cũng đều có những cái lý của riêng mình, vì ít nhiều Kawin Thamsachanan dù mới đây đã mắc một sai lầm trong một trận đấu cho Port FC nhưng vẫn là một người có thể sẽ là điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ trẻ của U23 Thái Lan. Trong khi đó thì với đội tuyển U23 Indonesia, sau trận đấu tương đối dễ dàng trước đội Đại học An Đông thì thử thách thực sự đã đến với thầy trò của ông Shin Tae-yong khi mà đối thủ trong trận giao hữu diễn ra vào ngày hôm qua là câu lạc bộ Pohang Steelers, một đội bóng đang ở top đầu của K-League 1. Sau chiến thắng 4-2 trước Đại học An Đông cách đây 2 ngày, U23 Indonesia tiếp tục có trận giao hữu thứ hai trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với đối thủ là Pohang Steelers. Khác với đối thủ ở cấp độ đại học trước đó, Pohang hiện đang xếp ở vị trí thứ 3 của K-League 1. Đây là liều thuốc đủ mạnh cho tham vọng của U23 Indonesia. Với đội hình chất lượng, Pohang dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt trước U23 Indonesia. Sau nhiều sức ép tạo ra, đội bóng K-League cũng có được điều mình cần là hai pha lập công vào các phút 82 và 89. Qua đó, ấn định chiến thắng 2-0 trước U23 Indonesia. Sau trận đấu này, U23 Indonesia vẫn còn một trận đấu với câu lạc bộ Daejeon Hana Citizens vào ngày 27 tháng 4. Đây là đội bóng đang chơi ở K-League 2 và đây cũng là trận đấu cuối cùng của U23 Indonesia trước khi họ bay thẳng sang Việt Nam dự SEA Games 31. Trong khi đó thì một đối thủ khác ở bảng B là Malaysia cũng đang gặp rất nhiều bất lợi. Theo tờ Bernama thì huấn luyện viên trưởng Nafuzi Zain của câu lạc bộ Terengganu đã từ chối cho 5 cầu thủ của đội bóng này dự SEA Games 31 cùng đội tuyển U23 Malaysia. Những cầu thủ này bao gồm Nick Asif Sirian, Azam Asmi Murad, Safiq Ismail, Haria Hakim và thủ môn Rahalim. Vị thuyền trưởng này cho biết ông rất vui khi các cầu thủ được triệu tập làm nghĩa vụ quốc gia, nhưng đội bóng cần sự phục vụ của họ nhiều hơn. Tôi rất tự hào khi thấy các cầu thủ của đội bóng có thể đại diện cho quốc gia. Nhưng lúc này đội bóng đang có thứ hạng không tốt tại giải đấu trong nước. Tôi cần sự phục vụ của họ để cải thiện vị trí, chứ tôi không có đủ cầu thủ để thay thế họ. U23 Malaysia đã có buổi tập đầu tiên hôm 19 tháng 4 với chỉ có 5 cầu thủ. Trong đó, 31 người được triệu tập và vẫn còn cần thêm nhiều thời gian để có thể tập trung đầy đủ. Lý do vì nhiều câu lạc bộ không chịu nhả quân khi mà giải quốc nội Malaysia vẫn đang diễn ra bình thường. Chứng kiến những thông tin từ bóng đá Malaysia mới thấy là luôn có một mâu thuẫn không hề nhỏ trong lòng của bóng đá Đông Nam Á về quyền lợi của các câu lạc bộ với quyền lợi của các đội tuyển quốc gia khi mà SEA Games không nằm trong FIFA Days, đúng không? Và chúng ta cũng thấy một điều rất rõ ràng, đấy là ở Việt Nam của chúng ta thì mọi thứ thuận lợi hơn rất nhiều khi
khi mà tất cả dồn toàn lực để đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games. Còn đấy, Malaysia, Thái Lan vẫn luôn có những vấn đề của nó. Và câu chuyện vừa rồi của bóng đá Malaysia thì cũng đã phần nào minh oan cho ông Kim Xuê. Ông Kim Xuê là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sabah, mà câu lạc bộ Sabah thì lại quyết định không nhả tiền đạo Sadin cho đội tuyển U23 Indonesia vì cho rằng đội bóng của ông vẫn đang ở một giai đoạn rất quan trọng và tiền đạo Indonesia là một tiền đạo giữ vai trò trọng yếu trong cách chơi của câu lạc bộ, nên họ không nhả tiền đạo này về với đội U23 Indonesia vì không có quy định nào bắt buộc cả khi mà SEA Games không diễn ra trong FIFA đây. Thế là khi đó không ít những tờ báo ở Indonesia đã nói rằng ông Kim Xuê này là một người rõ ràng là lôi thù cũ ra với bóng đá Indonesia nên quyết định gây khó. Bởi vì trước đây ông Kim Xuê từng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Malaysia và đội tuyển quốc gia Malaysia nhiều lần đối đầu với Indonesia. Cho nên không ít những tờ báo của Indonesia khẳng định là ông Kim Xuê muốn gây khó cho đội bóng xứ vạn đảo đây. Nhưng thông tin ngày hôm nay thì cũng đã cho thấy rõ một điều, đấy là bản thân đội tuyển U23 Malaysia còn gặp bất lợi từ chính những câu lạc bộ của họ cơ mà, đúng không? Giờ chuyển sang thông tin của bóng đá quốc tế, thưa quý vị và các bạn, ở vòng đấu mới nhất của giải bóng đá ngoại hạng Anh, Manchester City đã thi uy sức mạnh trước câu lạc bộ Watford. Họ giành chiến thắng với tỷ số 5-1, trong đó có một cú poker của Gabriel Jesus, người đang được đồn là có thể sẽ đến với Barcelona ở mùa giải tới. Nhưng đáng quan tâm hơn cả là trận đấu giữa Arsenal và Manchester United. Trong một trận bình luận mới đây thì một cựu cầu thủ của Manchester United, không nhầm là Gary Neville, đã nói một câu chua chát rằng lịch thi đấu của Liverpool rất thuận lợi vì trong những vòng đấu cuối khi họ cạnh tranh trước vô địch Man City, họ có trận đấu gặp Manchester United. Ý của Gary Neville nghĩa là bây giờ đội bóng nào gặp Manchester United cũng có thể có nghĩ tới chiến thắng và sẽ có được chiến thắng dễ dàng. Và điều đó đã đúng khi Man United thua bạc nhược trên Liverpool, và lại càng đúng hơn trong trận đấu diễn ra tối qua khi họ đối đầu với Arsenal. Rafael Varane, trung vệ có đẳng cấp cao nhất ở trên sân, sớm trở thành tội đồ với pha cắt bóng hỏng tạo cơ hội để Saka dứt điểm trong vùng cấm. De Gea sửa sai cho đồng đội nhưng cũng bất lực khi Nuno Tavares ập vào đá bồi mở tỷ số ở phút thứ 3. Man United vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua, hàng thủ Arsenal cũng cho thấy sự bất ổn với những pha xử lý lóng ngóng liên tiếp. Quỷ đỏ phung phí cơ hội để rồi một lần nữa phải trả giá bởi sự lỏng lẻo của hàng thủ. Phút 25, Saka truyền ngang cho Nketiah sút tung lưới De Gea. Bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, ông Poulsen lại cho chủ nhà hưởng phạt đền bởi Telles đã phạm lỗi với Saka ở tình huống trước đó. Số 7 bước lên và tung cú đá tự tin từ cự ly 11m để nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0. Pháo thủ có lợi thế lớn hơn nhưng không thể duy trì được lợi thế trước khi bước vào giờ nghỉ. Phút 34, hai hậu vệ chủ nhà theo kèm Cristiano Ronaldo, nhưng vấn đề tiền đạo 37 tuổi băng vào dứt điểm cận thành, hạ gục thủ môn của Arsenal, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Manchester United. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong hiệp 2 là Bruno Fernandes. Trong ngày mang băng đội trưởng thay Harry Maguire, tiền vệ số 18 thi đấu rất tệ khi đá hỏng một quả phạt đền và mắc lỗi gián tiếp khiến đội khách chịu thua thêm một bàn nữa. Phút 71, tuyển thủ Bồ Đào Nha xử lý lóng ngóng ngay trước vòng cấm. Saka chớp thời cơ, nã đại bác hạ gục De Gea, nâng tỷ số lên thành 3-1 cho chủ nhà. Không dừng lại ở đây, cựu cầu thủ của Sporting còn thoát thẻ đỏ sau pha đạp vào chân của Nuno Tavares. Bàn thua thứ 3 đánh gục tinh thần chiến đấu của Quỷ Đỏ, thay cho Ralf Rangnick thi đấu loay hoay mà không tạo ra được cơ hội nào đáng kể cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Dù thua trận nhưng Ronaldo vẫn tạo nên cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Phút 34, tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 cho Man United. Đón quả tạt có điểm rơi của Matic, Ronaldo đã tì đè tốt và tung ra cú đệm lòng bằng chân trái buộc thủ môn Arsenal phải vào lưới nhặt bóng. Đây là bàn thắng thứ 100 của CR7 tại Premier League. Anh trở thành cầu thủ thứ 4 của Man United gia nhập câu lạc bộ 100 bàn ở giải Ngoại hạng Anh sau Wayne Rooney 183 bàn, Rangnick 109 bàn, Bosco 107 bàn. Ngoài ra, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ đầu tiên có 100 bàn thắng tại Premier League và La Liga. CR7 cũng là một trong 4 cầu thủ có được 100 bàn tại 2 trong số 5 giải đấu hàng đầu châu cùng với Edinson Cavani, Gonzalo Higuain và Zlatan Ibrahimovic. Không chỉ có thế, siêu sao người Bồ Đào Nha hiện đã có 100 bàn tại cả Premier League, La Liga, Champions League và ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Trong 100 bàn của Ronaldo tại Premier League có 84 bàn ở giai đoạn khoác áo đầu tiên với 16 bàn ở lần trở lại trong năm 2021-2022 này.
Trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich tiếp đón Borussia Dortmund trong trận cầu tâm điểm vòng 31 Bundesliga. Nếu chuyển chọn 3 điểm, thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ bỏ túi chiếc đĩa bạc lần thứ 10 liên tiếp sớm 3 vòng đấu. Đúng như dự đoán, hôm sáng xứ Bavaria đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp với tỷ số 3-1. Serge Gnabry, Robert Lewandowski và Jamal Musiala là những người lập công cho đội nhà. Trong khi đó, đội bóng vùng rua chỉ có được một bàn danh dự do công của Emre Can. Bayern Munich chính thức vô địch Bundesliga mùa giải 2021-2022 sớm trước 3 vòng đấu. Đây cũng là chiếc đĩa bạc lần thứ 10 liên tiếp mà Hùng Sám giành được, cho thấy sự thống trị tuyệt đối của họ tại Bundesliga. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm, yêu quý của tất cả quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục dành tình cảm cho kênh YouTube Bình Luận Viên Tại Biên Cương bằng những lượt like, những lần đăng ký và cả những bình luận và chia sẻ nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.